Dằm tháng 9, con giáp này đỏ như son, trung số độc đắc, tiền bạc ùn ùn kéo đến. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích, truyền chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, trải qua bao tháng này của năm 2020 đầy những biến động, có vẻ như tất cả các con giáp, dù may mắn hay xui xẻo, cũng phải chịu rất nhiều áp lực trên mọi khía cạnh của cuộc sống. Nền kinh tế bị ảnh hưởng trầm trọng bởi đại dịch Covid-19, có rất nhiều con giáp có thể nói là gần như trắng tay, khổ nạn muôn phần. Tuy nhiên, tử vi năm 2020 dự báo bắt đầu vào thời kỳ tiếp theo, nghĩa là từ tháng 9 âm lịch đổ đi, vận thế bắt đầu có sự chuyển dịch, mọi thứ sẽ đâu vào đó. Cuối năm có vẻ là khoảng thời gian tốt lành khi đa số các con giáp đều có một cuộc sống thuận lợi, bình yên, thậm chí vô cùng may mắn về chuyện tiền bạc và công danh. Theo đó, có 3 con giáp có thể nói là sẽ bước sang một trang mới trong thời điểm tiếp theo. 3 con giáp này sẽ phải trải qua nửa đầu năm tương đối khó khăn, nhưng đến nửa năm sau là lúc họ được đền bù lại. Đặc biệt, từ sau rằm tháng 9 trở đi, tài vận của họ mỗi ngày một tốt hơn. Nếu không quá giàu sang thì cũng vô cùng dư giả, sung túc. Và trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát xin được bật mí với quý vị và các bạn về 3 con giáp đặc biệt may mắn này. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi để xem những điều gì tốt đẹp sẽ xảy đến với những con giáp này ở tháng 9 âm lịch sắp tới. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Tử vi năm 2020 có cho thấy rằng đúng rằm tháng 9 âm lịch là thời điểm may mắn nhất đối với người tuổi Dần trong số 12 con giáp. Nhờ có quý nhân nâng đỡ mà người tuổi Dần gặp được nhiều điều thuận lợi đến bất ngờ. Đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp, chỉ cần cố gắng là bạn sẽ nhận được thành tích đáng ngưỡng mộ. Thứ nhất, về sự nghiệp. Theo tử vi, bắt đầu từ rằm âm lịch, tuổi Dần, sự nghiệp của bản mệnh có những bước tiến rõ rệt trong thời điểm này. Bản mệnh dần dần chinh phục được những đích đến và đặt ra từ trước đó. Và điều này lại tiếp tục tạo động lực để bạn tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai. Dưới sự nâng đỡ của tam hợp, bạn có nhiều cơ hội mở rộng mối quan hệ của mình, thậm chí có cơ hội gặp được quý nhân. Quý nhân có thể là người giúp bạn khắc phục được khó khăn trước mắt, đồng thời tiếp tục vạch ra những hướng đi mai sau. Tuy nhiên, con giáp này cần phải chú ý thay đổi bản tính, cả thèm chóng chán, chỉ nhiệt tình với công việc trong thời gian đầu, sau đó lại sẽ bỏ dở giữa chừng. Nếu cứ bỏ dở công việc như vậy, bạn không chỉ tạo thêm phiền phức cho người khác mà còn khiến chính bản thân mình mất điểm trong mắt lãnh đạo. Nguyệt lệnh trường sinh giúp bạn luôn có trạng thái tinh thần minh mẫn, tập trung để hoàn thành tốt nhiệm vụ được sao. Vì vậy, bạn hãy không ngừng nỗ lực, đừng để đánh mất lợi thế của mình. Bạn cũng hãy cư xử mềm mỏng với mọi người, không nên khăng khăng làm theo ý thích của cá nhân, đồng thời bắt người khác phải nghe theo mệnh lệnh của mình. Nếu biết cách xã giao hợp lý, bạn không chỉ dễ tạo thiện cảm cho mọi người mà còn đem lại cho chính mình nhiều lợi ích khó đoán trước trong tương lai. Hữu mật cũng là sao tốt thúc đẩy vận chuyển của bạn thêm phần may mắn. Vì vậy, đừng lo ngại trước những thử thách trước mắt, bởi cứ bình tĩnh thì đâu khắc có đó. Bạn còn hoàn toàn có thể vượt qua bằng chính sức của mình. Thứ ba, về tài lộc. Người tuổi Dần trong rằm tháng 9 âm lịch và những ngày sau đó làm ăn khá thuận lợi. Do có tam hợp thúc đẩy cho nên trong thời điểm này bạn rất thích hợp làm những công việc như ký kết hợp đồng, mở rộng mối quan hệ với các đối tác. Tin rằng với sự thông minh, tài hoa và đặc biệt là sự chí tín của mình, bạn sẽ có thêm được nhiều mối quan hệ triển vọng cho tương lai. Với người còn trẻ tuổi, trường sinh cho thấy bạn luôn ở vào thế sẵn sàng nắm bắt cơ hội và chờ đợi thời cơ đến với mình. Con giáp chí khí này có hy vọng mãnh liệt vào tương lai nên luôn đặt cho mình những đích đến cao xa và không ngại đối đầu với thử thách. Tinh thần quyết tâm, dám nghĩ dám làm của bạn chắc chắn sẽ gây thiện cảm với người đối diện. Tuy nhiên, một điều đáng lưu ý là bạn nên học cách khiêm tốn, không nên hoành hoang, khoác lác,
cho rằng mình có thể dạy đời người khác. Khi mắc phải lỗi sai, bạn cũng nên chủ động nhận lỗi, chứ không nên tiếp tục lý luận hoặc đổ lỗi cho người khác. Với người làm công ăn lương, bạn cũng sẽ có cơ hội nhận được tiền thưởng nóng do hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đây chính là động lực để bạn tiếp tục cố gắng ghi điểm trong mắt cấp trên. Mục đích của bạn chắc hẳn không nằm ở tiền thưởng mà ở việc thăng chức, tăng lương, bước từng bước vững vàng lên một vị trí cao hơn. Thứ ba, về tình duyên. Thời điểm rằm tháng 9 là thời điểm người tuổi Dần nổi bật nên tất nhiên sẽ thu hút được ánh mắt của nhiều người khác giới. Bạn có thể nhận ra rằng xung quanh mình luôn có những người chủ động tìm tới làm quen. Song, dường như còn độc thân có vẻ khá thờ ơ bởi bạn luôn đặt công việc lên trên tình cảm. Bạn cho rằng mình còn trẻ tuổi nên tập trung cho sự nghiệp để chiếm một vị thế đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp. Còn tình yêu sẽ tự đến khi mình trở thành một người thành công và xuất sắc. Với người đã lập gia đình, bạn nên giữ khoảng cách nhất định với những người có ý định tiếp cận. Bạn nên thể hiện quan điểm rõ ràng và cách xa những người như vậy. Nếu không, những lời đồn thổi có thể gây tác động xấu đến hạnh phúc gia đình. Ngoài ra, bạn và nửa kia có thể hiểu lầm nhau vì những việc lặt vặt trong cuộc sống. Điều bạn cần làm bây giờ không phải là vội vàng nghe theo lời đồn thổi của người khác, mà là trò chuyện cùng người ấy để có thể hiểu được bản chất của vấn đề. Dưới tác động của trường sinh, các cặp đôi trẻ tuổi có thể đón tin mừng trong chuyện sinh nở. Bạn và người ấy cần phải có sự chuẩn bị sẵn sàng cho những thay đổi trong tương lai để mọi việc luôn được thuận lợi, tránh luống cuống. Quý vị thân mến, có thể nói trong dòng tháng 9, con giáp tuổi Dần có thể nói là vô cùng may mắn. Kênh Phong Thủy Gia Cát xin được chúc mừng những con giáp tuổi Dần. Sau những tháng này khó khăn vất vả thì cuối cùng bạn cũng đã thu hoạch được quả ngọt. Tuy nói vào thời điểm cuối năm 2020 có thể được coi là thời điểm khá bình yên với tất cả các con giáp. Tuy nhiên, có người này cũng có thể có người kia. Vẫn có một con giáp xui xẻo, đeo bám không rời. Và trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát kính mời quý vị và các bạn sẽ tìm hiểu xem đó là con giáp nào. Tử vi tháng 9 âm lịch này của người tuổi Dậu có tốt, có xấu, nhưng yếu tố xấu vẫn chiếm đa số. Vì thế, bản mệnh cần hết sức tập trung cho công việc, chú ý điều hòa các mối quan hệ nếu không muốn mình vướng phải nhiều mâu thuẫn, thị phi. Thứ nhất, về sự nghiệp. Xem tử vi tháng 9 năm 2020 âm lịch của tuổi Dậu, sự nghiệp của bản mệnh chịu nhiều tác động xấu của cục diện tương hại, nên thuận lợi thì ít mà rắc rối thì nhiều. Thời điểm này, tốt nhất bạn nên giữ tinh thần ổn định, lạc quan, tích cực, không nên bị những yếu tố bên ngoài tác động quá lớn, dẫn đến những hành động sai trái. Trong các mối quan hệ với đồng nghiệp, bạn thường phải tiếp xúc nhiều với những kẻ xấu tính, những người luôn tìm thời cơ để hãm hại, hạ bệ bạn. Vì thế, bạn không nên vội vàng tin theo những lời người khác, cũng đừng nên để những lời khích bác khiến mình trở thành người nóng giận, nông nổi, khiến mọi người có cái nhìn xấu về mình. Nếu làm lãnh đạo, bạn cần phải giữ vững lập trường của bản thân, luôn lắng nghe đa chiều, không vội tin theo lời của những kẻ xô nịnh. Bản mệnh cần phải có cái nhìn thấu đáo và sắc sảo để nhận ra ai là người tốt cần phải trọng dụng và ai là kẻ xấu cần phải dần loại trừ. Tháng 9 này, có thể bạn sẽ phải lao động khá là vất vả. Tuy nhiên, thành quả thu về lại chẳng được bao nhiêu. Song dù có thế nào đi nữa, bạn cũng chớ nên buồn rầu, thất vọng, thậm chí nghĩ tới việc bỏ cuộc. Bởi biết đâu, nếu bạn cố gắng thêm chút ít nữa là có thể vươn tay chạm tới thành công. Nguyệt lệnh lâm tử cho thấy thời điểm này, bạn nên cố gắng chậm mà chắc, tránh nóng lòng theo đuổi danh lợi, muốn đốt cháy giai đoạn nên thực hiện những việc không đường hoàng. Bạn cần dành thời gian để suy nghĩ sâu xa hơn về mọi việc, đưa ra những tính toán kỹ lưỡng và những kế hoạch cụ thể. Nếu có gì còn chưa rõ, bạn nên bàn bạc, thảo luận thêm với những người đáng tin cậy, chớ nên lầm lũi làm mọi việc một mình, dễ vướng vào sai sót. Thứ hai, về tài lộc. Con đường tài lộc của người tuổi Dậu phải trải qua nhiều gian truân, vất vả trong tháng này. Bạn chớ nóng lòng, kiếm tiền mà đi theo con đường làm giàu bất chính. Nếu không, sẽ vướng vào vòng lao lý, tiền bạc cũng chẳng thấy đâu. Trong khoảng thời gian phạm vào cục diện tương hại như thế này, bạn chớ nhẹ dạ cả tin, nghe theo những rủ rê của người ngoài. Nếu muốn làm giàu, bạn cần phải bước từng bước vững chắc, chứ không phải làm mơ mộng đến việc trở thành tỷ phú trong một đêm. Rất ít người có thể làm được điều ấy và chắc hẳn bạn cũng khó có khả năng làm được như vậy.
Nguyên lệnh Nam Tử cho thấy bạn khó làm giàu được cũng vì bạn thường xuyên chần chừ, do dự để lỡ cơ hội một cách đáng tiếc. Bạn vốn rất thông minh, có cái nhìn tinh tế và chuẩn xác trong công việc. Vì thế, nếu thấy cơ hội thì nên nhanh chóng nắm bắt, không nên e dè, tự đánh giá thấp khả năng của mình. Thái Dương cát tinh phù trợ giúp nam mệnh gặp nhiều may mắn hơn nữ mệnh. Quý nhân vẫn có thể xuất hiện giúp bạn ít nhiều giải quyết được khó khăn. Bạn nên học hỏi những người xung quanh nhiều hơn, đồng thời chủ động, tích cực hơn khi giải quyết vấn đề. Tin rằng bạn sẽ gặt hái được nhiều kinh nghiệm quý giá. Tháng này, dù chưa đạt được mục đích mà mình đặt ra, tiền vào trong túi cũng không dư dả, nhưng bạn chớ vì thế mà buồn rầu, thất vọng, ủ rũ. Hãy giữ niềm tin vào tương lai và luôn có một trạng thái tâm lý tích cực. Bởi biết đâu, tinh thần lạc quan của bạn sẽ ghi điểm trong mắt một quý nhân. Lúc ấy, hẳn bạn sẽ được giới thiệu cho nhiều kinh nghiệm quý báu. Thứ ba, về sức khỏe. Vì phải đối mặt với nhiều khó khăn trong sự nghiệp nên tinh thần của người tuổi Dậu không được tốt. Bạn thường xuyên đa sầu, đa cảm, lo nghĩ về tương lai mà không biết hoặc không muốn chia sẻ với bất cứ ai. Điều này ảnh hưởng tới sức khỏe, thể chất của bạn không ít thì nhiều. Vì vậy, để cải thiện tình trạng này, bạn hãy học cách mở lòng ra với mọi người. Nỗi buồn được chia sẻ sẽ giúp bạn cảm thấy nhẹ nhõm và dễ chịu hơn. Bên cạnh đó, dù công việc có bận rộn đến mấy, bạn cũng cần chú ý thời gian để nghỉ ngơi đúng giờ, hợp lý. Chỉ khi đầu óc đủ tỉnh táo, bạn mới có thể đối diện, giải quyết những khó khăn mà cuộc sống đặt ra. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ qua bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.